Băng cầu điện tử Vinglacera V93 hiện đang được bán tại Bùi Minh với giá chỉ 15 triệu 450 ngàn, tiết kiệm đến 11 triệu 150 ngàn so với giá niêm yết. Thông tin sản phẩm: mã sản phẩm V93, công nghệ xả, xả xoáy kết hợp với siphon Z, chế độ xả 3,8 lít, tính năng sản phẩm. Bồng cầu điện tử Vinglacera V93 là một trong những sản phẩm bồng cầu tiên tiến và hiện đại nhất của thương hiệu thiết bị vệ sinh Vinglacera. Và dưới đây là một số thông tin cơ bản nhất về dòng sản phẩm V93 này. Đầu tiên là về thiết kế của dòng sản phẩm này, đó là thiết kế về phần thân kín. Thiết kế thân kín với công nghệ men là men nano nung kháng khuẩn độc quyền của Vinglacera, có chức năng là chống ẩm mốc, chống bám bụi, chống vi khuẩn và rất dễ vệ sinh. Tiếp theo là chế độ xả, xả xoáy cực mạnh, giúp cuốn bay các cặn bẩn. Xả xoáy cực mạnh giúp cuốn bay các cặn bẩn trong thời gian nhanh chóng, với hai chế độ xả là 3 lít và 6 lít. Nếu các bạn sử dụng trong thời gian ít hơn 25 giây, chế độ xả sẽ là 3 lít. Nếu các bạn sử dụng từ 25 giây trở lên, chế độ xả sẽ là 6 lít. Nguồn điện để sử dụng cho dòng bồng cầu này đó là nguồn điện 220V. Đó là những thông tin cơ bản nhất về dòng sản phẩm này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu những thông tin, những ưu điểm và nhược điểm của dòng sản phẩm này. Về ưu điểm thì dòng sản phẩm này có, thứ nhất đó là có khả năng tự phát sáng vào ban đêm. Thứ hai là có tính năng là xả chám trước khi sử dụng. Thứ ba đó là tính năng tự động xả nước và sấy khô. Thứ tư là có chức năng làm ấm nắp ngồi, làm ấm nước rửa. Thứ năm là có vòi rửa diệt khuẩn với ba chức năng, đó là rửa trước, rửa sau và rửa massage. Đây chính là vòi rửa thông minh diệt khuẩn có ba chức năng, đó là rửa trước, rửa sau và rửa massage. Đây là khu vực tự động sấy khô. Dòng sản phẩm này có công nghệ xả xoáy với khả năng xả sạch mọi vết bẩn trong lòng bàn cầu với lực hút cực kỳ mạnh. Lượng nước được xả theo hình xoáy tạo thành một vòng nước rất lớn, giúp cuốn trôi mọi cặn bẩn ở mọi góc ngách trong lòng bàn cầu. Cuối cùng là dòng sản phẩm này có thể sử dụng bảng điều khiển từ xa để sử dụng các chức năng thông minh tích hợp ở trong bảng điều khiển này. Đây chính là bảng điều khiển từ xa. Các bạn thấy đây chính là chức năng điều chỉnh vòi rửa. Đây là chức năng điều chỉnh áp lực nước. Đây là chức năng rửa trước, chức năng rửa sau, chức năng xả, chức năng rửa massage, chức năng điều chỉnh nhiệt độ nước, chức năng điều chỉnh nhiệt độ nắp bồn cầu, chức năng sấy khô, chức năng tự động và chức năng hút mùi. Mua ngay sản phẩm tại đại lý Bùi Minh với giá chỉ 15 triệu 450 ngàn, gọi ngay hotline 0968 458 885.